Incuballiance en quelques mots. Tôi sẽ giới thiệu nhanh về Incub Alliance. Incub Alliance là một vườn ươm startup, là vườn ươm của khu vực Paris-Saclay, đã được thành lập vào những năm 2000. Lúc đầu, vườn ươm đó giúp các sinh viên đang học tại CEA, Superlec hoặc Polytechnic và có đăng ký các bằng sáng chế thương mại hóa hoặc được tổ chức thương mại hóa các bằng sáng chế đã được phát triển tại các trường và viện nghiên cứu nói trên. Vậy, thông điệp lúc đó là có đội ngũ các nghiên cứu sinh khoa học sắp tốt nghiệp, họ sẽ không trở thành các nhà nghiên cứu và chúng ta sẽ giúp họ tìm ra một giải pháp thương mại căn cứ vào các bằng sáng chế mà họ đã đăng ký. Vậy, chúng ta có thể thiết lập các nguồn vốn tài trợ, các khóa đào tạo. Chính phủ Pháp và chính quyền địa phương cung cấp 50% ngân sách của Incub Alliance. Được không? Vườn ươm này không có chuyên. Năm 2016 đã có 50 dự án tham gia vào chương trình Incub Alliance. Lúc đó, số nhân viên nhận lương làm việc cho Incub Alliance khoảng 9 đến 10 người và có khoảng 130 người đến làm việc tại Incub Alliance. Địa điểm Incub Alliance đặt gần thị trấn Ose trên cao nguyên Saclay là một vùng cluster rộng lớn đang được thành lập phía tây nam của thành phố Paris. Ở đó có trường Bách Khoa, Polytechnic, trường Superlec, Điện lực và có những viện đại học kỹ thuật và các trường lớn Grand Eco. Hiện nay có những doanh nghiệp và tập đoàn lớn như IDF, Tập đoàn Điện lực Pháp, Tập đoàn Danone đến tham gia. Có những cụm khu cluster, có khu Cotabo, có khu Versailles với một cực trao đổi, có một cực viễn thông, vân vân. Vậy, có cả một cụm đang được tổ chức nhằm kết nối những tài năng các trường, những cơ quan hỗ trợ như các vườn ươm, những tập đoàn doanh nghiệp lớn có khả năng đóng góp tài chính cho vườn ươm. Trong thực tế, vườn ươm Incub Alliance là một liên doanh bao gồm 21 thành viên như Telecom Paris, trường Bách Khoa Polytechnic, trường Sonta, Superlec, Đại học Versailles, Đại học NP, Đại học Paris Suisse và đương nhiên Viện INRA, trường SEC và cuối cùng những doanh nghiệp lớn, những tập đoàn, doanh nghiệp đến tham gia đóng góp nguồn tài chính cho Incub Alliance. Ví dụ như Veolia, EDF, Thales, Nokia, Ngân hàng Banque Populaire đem lại nguồn vốn tài chính và có những nguồn tài chính công cộng lên tới khoảng 50% tổng nguồn tài chính của Incub Alliance. Ví dụ, có nguồn tài chính từ Liên minh châu Âu, nguồn tài chính từ vùng địa phương Île-de-France, vùng Paris và ngoại ô, vùng Paris-Saclay và của hội đồng vùng địa phương Esson. Tóm lại, Incub Alliance có nguồn tài chính do cả khối nhà nước và khối tư nhân. Mục đích là tiếp nhận các đội nhóm muốn khởi nghiệp để đào tạo và bảo vệ họ trước khi họ sẽ gia nhập thế giới lao động bên ngoài. Sau đây là một vài con số. Thuộc năm 2016, số dự án là 50. Số dự án mới vào năm 2015 là 16. Tổng số dự án được ươm từ năm 2000 là 306. Tổng công ty thành lập là 243. Tổng số công ty còn đang hoạt động là 168. Tỷ lệ sống đạt 70% và con số này là một trong những chỉ số quan trọng của Incub Alliance là bảo đảm tỷ lệ tồn tại của các doanh nghiệp. Bởi vì tiền nhà nước được đổ vào đây có mục đích đảm bảo cho sự khởi sự kinh doanh của các doanh nghiệp được thành công để cho phép các doanh nghiệp đó được phát triển và đặc biệt là được tồn tại. Và sau nữa là tham gia cho sự phát triển kinh tế của khu vực và tạo ra việc làm. Phải nói thêm là vị trí làm việc full time đã vượt quá con số 1.700 là những công việc mới được tạo ra, cho nên mục tiêu rõ ràng là sự phát triển kinh tế, nguồn vốn được nhận năm 2015 là 49 triệu euro. Tổng doanh thu các doanh nghiệp làm tại Incub Alliance là 122 triệu euro. Incub Alliance, c'était 120 millions d'euros.
Trên hình này là sự phân loại các hoạt động. Nó không quá rõ ràng, chủ yếu là các dự án trong lĩnh vực công nghệ. Một ít là kỹ thuật số. Nhưng trên thực tế, anh Coupe Alliance thực sự là vườn ươm công nghệ trên cao nguyên Sắc Lê. Vậy, đại đa số các dự án trong lĩnh vực công nghệ. Biểu đồ này cho thấy số dự án đã được ươm, nghĩa là khoảng 300. Con số tích lũy các doanh nghiệp, công ty đã được thành lập và đã lên đến khoảng 250. Và số công ty vẫn tiếp tục hoạt động là 168. Mục đích của vườn ươm là giảm sự chênh lệch giữa ba đường cong này. Biết rằng nếu đạt được một tỷ lệ sống của một dự án khởi nghiệp được ươm đã trở thành một công ty còn hoạt động sau 6 năm, thì khó có thể làm tốt hơn. Vậy, mọi khó khăn là trong việc tuyển dụng, trong việc hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện cho doanh nghiệp tạo ra giá trị và sự phát triển kinh tế.